Xin chào các bạn, hôm nay video của mình sẽ tiếp nối với bài viết về trang điểm nơi công sở mới lên sóng của mình từ đầu tuần. Mình sẽ để link bài viết đó ở phía dưới cho các bạn nào chưa kịp tham khảo nha. Điều đầu tiên gây khó khăn nhất cho các cô nàng công sở là trang điểm thế nào cho vừa phải. Vừa phải ở đây có nghĩa là không quá nhợt nhạt và cũng không quá táo bạo, tạo cảm giác áp cảm cho người đồng nghiệp. Nếu bạn là một người phụ nữ xem nhẹ về hình thức bên ngoài và thường xuyên ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, quần áo xuê xoa, thì đối tác cũng như đồng nghiệp của bạn cũng khó có thể coi trọng bạn ngay từ nhìn đầu tiên được. Sau đây mình xin giới thiệu lại một vài quy tắc cơ bản khi trang điểm đi làm của bản thân mình đúc kết lại. 1. Lớp nền cần phải giữ độ bền trên da ít nhất là 3-4 tiếng, tránh trường hợp phải thường xuyên phải phủ thêm phấn trên da, đặc biệt là những ngày cuộc họp căng thẳng dài. 2. Toàn bộ phong cách trang điểm nên dễ dàng rút ngắn để thực hiện trong vòng 15 phút, đặc biệt khi cô gái đang cố gắng ngủ nướng. Dĩ nhiên, những ngày dậy sớm đúng giờ thì hãy thưởng thức cho bản thân 30 phút trang điểm thư thái cho thật thoải mái thôi. 3. Phong cách trang điểm cần phải nhấn mạnh vào làm nổi bật những nét đẹp của gương mặt chứ không phải che giấu đi và đắp một chiếc mặt nạ khác lên. 4. Không nên tạo quá nhiều điểm nhấn khác biệt trên khuôn mặt. Hãy nhớ rằng bạn muốn đối tác lắng nghe bạn nói chứ không phải nhìn chăm chăm vào đôi môi đó chót hay đường kẻ mắt cong vút của bạn. 5. Tạo nên một sự tự tin thoải mái chứ không phải là tạo ra bạn một sự căng thẳng và nỗi lo lắng về đường kẻ mi bị lem hay son bị dính trên răng. Hãy nhớ rằng bạn đang đi làm cơ mà. Email dồn dập không chờ ai cả đâu. Và đó là 5 lời khuyên cơ bản của mình dành cho các bạn. Còn bây giờ thì phần quan trọng nhất của video đó chính là phần hướng dẫn trang điểm. Đầu tiên mình sẽ sử dụng kem lót nền cho lớp nền bám lâu và đều hơn trên da. Có thể tùy theo loại da của mình mà lựa chọn cái nền tương ứng. Tiếp theo mình dùng kem trang khuyết điểm cho vùng cổ mắt để khỏi rõ nếp nhăn thâm quầng và trông gương mặt trông rạng rỡ hơn. Sau đó sử dụng kem che khuyết điểm cho phần mụn và thâm trên da của mình. Mình sử dụng loại mỏng thôi cho trông da tự nhiên và không bị dày bí. Vì hôm nay mình sẽ sử dụng phần nền hay còn gọi là powder foundation nên mình mới làm các bước che khuyết điểm trước đó. Nhớ nhé, bạn không được dùng lớp kem lên trên lớp phấn mà chỉ được lớp phấn lên trên lớp kem thôi. Foundation phần cơ bản nhất nhưng cũng không kém phần cầu kỳ để hoàn thành đẹp nhất. Nền có đẹp thì hoàn thiện toàn bộ đường khuôn mặt của chúng ta mới hoàn hảo được. Sản phẩm L'Oreal True Match Super Moist Ski Powder Foundation này có điểm chú ý thu hút mình đầu tiên đó chính là thành phần. Thành phần chủ yếu của sản phẩm này chính là Hyaluronic Acid, một trong những thành phần hot nhất hiện nay. Nhờ thành phần này và khả năng giữ nước giữ ẩm của chúng mà làn da của chúng ta sẽ tránh được các tác động không khí môi trường cũng như là giảm thiểu được tình trạng khô da, bong chóc cho da. Chất phấn mỏng mịn do các hạt phấn siêu nhỏ kết tụ nên, nhưng độ che phủ lại khá đáng ngạc nhiên. Có thể coi như là một mỏng đến trung bình nếu tán theo từng lớp một. Mình tán phấn lên da theo từng cụm nhỏ một và quay lại tán thêm nếu cần. Vậy là lớp nền đã xong. Trong lúc để phấn tẹp vào da thì mình sẽ quay đến phần trang điểm mắt và bắt đầu với tán lông mày cho đều và tự nhiên. Mình cũng đã có bài viết về tạo dáng lông mày sao cho đẹp nhất rồi ở trên blog ấy, cả nhà xem nhá. Tiếp đến sử dụng kem lót màu mắt giữ màu mắt lâu trôi, bạn nào có bầu mắt dầu thì đừng bỏ quên lớp này nhé. Sử dụng bằng màu mắt cơ bản nâu lì tạo cảm giác đôi mắt sâu nhưng vẫn không quá óng ảnh nhòm nhánh gây cảm giác khó chịu. Dùng màu nâu nhạt tán cả vùng bầu mắt và nhấn nhá thêm phần đuôi mắt với màu nâu đậm hơn chút xíu. Hòa đều phần nối màu này để tạo cảm giác tự nhiên cho đôi mắt hơn. Nhấn gò chân mày với nhũ trắng siêu nhẹ cho đôi mắt
trông có sức sống hơn. Với các cô gái bánh bèo như mình thì có thể có một chút ngoại lệ là dùng một cái bút nhũ hồng champagne hoặc màu mắt hồng champagne thoa nhẹ nhàng lên vùng bọng mắt ở dưới khóe mắt, trông cho thêm phần nào tươi trẻ và đáng yêu hơn. Vì là đang đi làm nên mình không cài mắt mèo mắt chó gì đâu, thế nên là dùng phương pháp tie line để tạo hiệu ứng lông mi dày hơn. Mình dùng màu nâu tím cho phần này cho tự nhiên, các bạn có thể dùng màu nâu đen hoặc đen tùy thích. Quay ra tán một màu hồng cam phớt nhẹ, có một chút nhũ cho đôi má ửng hồng bóng bẩy. Với hiệu ứng màu tự nhiên này không ai nghĩ là mình đang dùng phần má đâu, cực kỳ tự nhiên luôn. Bước cuối cùng trong quá trình trang điểm đó chính là kẹp mi và chải mi cho thật đều đẹp. Hướng tới phong cách tự nhiên nhất, thế nên mình chỉ dùng mascara chải mi cho đậm đều thôi, chứ không cần thiết phải tạo hiệu ứng mi giả hay cong vút đâu. Hoàn tất với một màu son môi có nhũ nhẹ, và đặc biệt cần làm bám môi một chút, dù có uống một tách cà phê hay tách trà của đồng nghiệp thì cũng không nhất thiết phải chạy ù về bàn làm việc thoa lại son. Màu mình chọn hôm nay là màu cherry hồng cho đậm đà và đứng đắn. Vậy là xong rồi, các bạn có thấy là phong cách trang điểm này rất dễ dùng và phù hợp với mọi hoàn cảnh, cho dù đi làm có gặp sếp khó tính đến mấy hay là hai anh chàng đẹp trai bên cạnh thì bạn vẫn có thể tự tin nở nụ cười thật tươi và cuốn hút với họ nhé. À, nếu như bạn có gì khó khăn trong việc chọn kem nền hay phấn nền thì mình có một trang web này có thể giúp bạn tìm hiểu dễ dàng hơn. Hãy truy cập www.findyourtruemash.net và trả lời các câu hỏi đưa ra, chỉ vài phút thôi là có câu trả lời rồi. Nếu như các bạn có câu hỏi gì cho mình mà đừng quên đặt ngay ở dưới video này nhé. Đón xem các video tới của mình trong tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mua mua.